Trong người quay lại cái máy không cũ của mình nhé. Thì hôm nay đây mình có một số máy mới về giới thiệu tới mọi người xem được thì mua ủng hộ mình nhé. Đầu tiên có cái sạc này này, cái sạc này sạc hữu tí, sạc hữu tí, sạc pin trượt hữu tí nha mọi người. Đó, cái này thì nó bị bắn đính này, có như sạc hư, mình bình bản có như sạc hư thôi nha mọi người. Để mọi người thứ nhất là về lấy linh kiện này, lấy linh kiện trong đây này. Thứ hai lấy kia mặt để này để chế chế chân pin đó thế này kia rất là tiện nha mọi người. Còn cái vỏ này trong linh kiện ở trong đây là tủ tiện đôi đó là đồ xịn hết nha mọi người. Đó. Để mọi người về lấy linh kiện bàn sạc thôi. Thì cục sạc này mình bán là 70.000. Đây. Sạc hữu tí, sạc pin trượt á, mọi người về linh kiện với là rồi cái để chế để pin, số để pin này thì mình thấy người ta đã bán là 50-60 chứ rồi, chưa kể linh kiện đâu nữa, phải cho mua cái nên thế rồi hơn nhiều nhá, số 1 70, 70 nha mọi người, giá này không có báo ship đâu nhá. Thứ hai, thứ hai là cái móc kéo máy. Móc kéo máy này thì hồi trước mình hay bán là 99.000 gần 100.000, mọi người nhớ nhớ không? Có một thời gian mình bán với là tặng. Đây, cái này là của Nhật nha mọi người. Cái này thì nó hoạt động như thế này này. Đây là kia móc kéo rồi. Còn cái này là nó dùng như kia máy bàn vịt của như cái đầu bàn vịt của mình thế này này. Đó. Đó. Cái này thì là đợt trước á là mình nhập giá hơi cao nên mình bán 99.000. Nhưng mà đợt này thì mình bán là 80 thôi nha mọi người, 80 một cặp này. Đó, 80 một cặp này. Đó. Mọi người hiểu ý nghĩa của nó không? Đây, như thế này, cái này á, mọi người có thể là để kia móc cái máy vào đây. Móc cái máy vào đây. Đó, rồi còn cái này á thì mọi người đeo vào kia dây treo đồ nghề của mọi người á, dây đeo đồ nghề mọi người là trên cáo á. Đó, thao tác nhanh. Thao tác nhanh. Mọi người rút ra thôi. Đó, rút ra thôi nha mọi người. Hoặc là cái này mọi người có thể là móc vào móc cái kem, cái búa hay là cái tô vịt chi vào đây đều được. Rồi mọi người là cắm vào thôi. Đó, thấy không? Cái này ở bên Nhật thì mình thấy rất là thông dụng. Đợt trước thì mình bán 99.000 cho đợt đó nhập hơi cao. Đợt này thì mình bán 80 nha mọi người. Đó, một bộ như thế này. Cái này nhôm hết nha mọi người, nhôm hết rất là nhẹ. Đó, bộ này tặng tặng 10.000 nha mọi người. Được được khuyến mãi 9.000 gần 8.000 á. Nếu mà đợt này nó về rẻ hơn. Số 2 88.000 à 80.000. Số 2 80 nhá. Đó. Rồi. À, số 3 ở đây mình có một cây sạc Hitachi 14-18V sạc pin trượt pin giống đó, ví dụ như cục pin này này hoặc là cục pin cái máy mai kia kìa. Đó, cái này còn có cổng sạc USB nè mọi người này, có cổng sạc USB này, sạc này sạc điện thoại nhá, nếu ví dụ như mất điện đi, mình ví dụ cho mọi người này, mất điện mọi người có thể cắm cục pin này vào, bấm vào đây. Là nó sáng đèn đây, sáng đèn ở đây thôi. Là mọi người vẫn có thể sạc pin được bình thường nha mọi người. Mọi người có thể sạc pin bình thường. Đó, hoặc không á thì mọi người có thể là cắm trực tiếp vào điện sạc này sạc tính điện 110V thì là vẫn có cổng ra 5V ở đây để mọi người sạc pin nha mọi người. Sạc pin điện thoại hoặc là sạc pin Hitachi 14-18V. Cục này là 350 nha. Số 3 350. 350. Đó. Rồi, số 4 ở đây mình có một con National EZ. Mọi người xem này, 6507. Ngoại hình của con này thì nói chung đẹp thì không phải là quá đẹp, nhưng mà gọi là tương đối.
hai tem hai bên thì còn nguyên đây nhập bên này. Nhưng mà mọi người để ý dùng binh này, mình sẽ quay sát cho mọi người xem cái cao su ở đấy nó bị nứt ra mọi người này. Đây cao su nó bị nứt ra này, mình nói rõ nhé, cao su đó mọi người nhìn nó bị nứt chưa, đây cao su nó bị nứt ra này, này cao su nó bị nứt ra nhá mọi người, đó có gì thì mình nói nấy thôi nhá. Cao su thì nó bị nứt rồi, nhưng mà máy á thì mọi người nhìn này rất là đẹp, thậm chí cái đầu này còn gần như mới rồi này, cặp tem này đó thấy không, điều tốc này, thẳng này, đảo chiều này, cái thẳng á, cái thẳng khi có khi không chắc là bị dở công tắc ở trong này rồi. À đó có thẳng này. Đó mất thẳng, mất thẳng. Đó bây giờ lại có thẳng này, này cái này là do nó bị dở công tắc nha mọi người, dở công tắc ở trong đó rồi. Đó thẳng khi có khi không, đó thấy không, thẳng khi có khi không nha mọi người, cái này thì bị dở công tắc thôi không có gì hết, ok chưa. Nhưng mà được cái cục pin này con rất là cầm mọi người này, đó cục pin này con rất là cầm, thì pin thì pin đi kén thì không bao giờ mình báo sai rồi, nhưng mà cục pin này con rất là cầm nha mọi người, đó thẳng khi có khi không, cái này chắc là do nhiều công tắc rồi. Ngoài hình thì khá là đẹp đó, cao su thì bị nứt bị nổi đó rồi. Rồi con này 650 nha mọi người. Số 4, thân máy vỏ pin 650, cục pin con rất cầm, nhưng pin thì không bảo tâm cầm pin như cái nào. Rồi tiếp cái này. Ôi, cái này là khoan Ryobi 12V, ngoài hình thì đẹp, cao su ở đây hơi bị nhầm nhầm một xíu, mắng ngăn thua, nói chung là ngoài hình đẹp. Motor ở trong đây con sang kén này, được chưa, cục pin thì con chạy nhưng mà không có cầm đâu, mình không có báo cầm pin đâu, pin con chạy yếu lắm. Để thử nó này, chương dưới âm trên. Đèn sáng nha mọi người, điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, nhanh chậm, đầu này đầu rất là nhuyễn nhá, đó con này thì bên bản thân máy vỏ pin 400 nha mọi người. Số 5, thân máy vỏ pin 400. Năm, thân máy vỏ pin 400. 6. 6 ở đây mình có một con cực kiếm Ryobi 14V. Đây, con này thì siêu VIP luôn. Con này mình cũng là rất là ghiền con này, hồi trước cũng có sai một con này nhưng sau này có con Hitachi Mini cho nên là bỏ qua con này. Con này thì cũng đang sai đây, mà đem ra bán đây. Đây, mới nhìn này. Rồi, đây đây, đây này được đây này. Máy thấy con rất là đẹp cho mọi người, thân máy vỏ pin nhá. Đó. Lưỡi cưa thì là nó vặn ốc này ra này, để lưỡi cơ kiếm vào đây này, nó còn cái lục giác đây luôn này, đây là vỏ pin của nó này, này mọi người xem nha, nó bấm đây rồi cầm như thế này rất là tiện tay nha mọi người, rất là tiện tay. Con này là hồi trước mình hay dùng để cưa nhôm cắt nhôm, rất là tiện. Để thử này, đây mình bỏ cái này kẹp ống dương nó không cháy,
mình bỏ cái mạch vỏ pin, mạch pin vào đây để tẩy nó chạy. Đó, có đường tóc đại hoa nha mọi người. Đây nó có bảo pin ở đây này. Đó, bảo pin này. Bật đèn này. Bật đèn này. Tắt đèn này. Đó, ok. Đó, con cơ kiếm này hàng độc này. Rất là hiếm. Thân máy vỏ pin, con này với bản 800 nha mọi người. Con này hàng độc luôn ạ. Hiếm. 5, 6 rồi. 6 thân máy vỏ pin 800. Hàng hiếm. 6 thân máy vỏ pin 800. Ryobi 14.44 nha mọi người. Rồi, tiếp ở đây. Ở đây mình có một cái bơm ống Hitachi 12V đầu 1/2. Dòng này của Hitachi là dòng 12V siêu mạnh. Con này á, nó mạnh ở chỗ nào mà mọi người biết không? Tua của nó tua chậm thì sẽ cao. Vì vậy nó rất là mạnh, tua nó rất là chậm nha mọi người. Tua chỉ có 1.500 thôi. Chỉ hơn máy khoan khoảng 200V thôi, 300V thôi. Nhưng mà tua chậm nhưng lực xiết rất là cao. Mình sẽ thử cho mọi người xem này. Đó, mọi người thấy máy êm không? Máy này là không, dính của nó không có điều tốc chứ không phải nó mất, dính của nó không có thắng chứ không phải nó mất thắng đấy nha. Điều tốc này. Đó, máy mạnh không? Nguyên cả cái phần này là cái đầu búa của nó nha mọi người. Đầu búa của nó to và dài. Đó, dòng này thôi. Siêu bả đạo. Đây, vỏ pin của nó này. Vỏ pin này là vỏ pin có báo đen ở đấy luôn này. Vỏ pin đi kém mà có báo đen ở đấy luôn này. Rồi, con này con số 7. Thân máy, vỏ pin, con này bán 700. Máy này máy nước. 7. Thân máy, vỏ pin, 700. Chưa. 8. 8 ở đấy mình có một con máy mai Hitachi 14.4V. Tua 9.300 vòng một phút. À, đợi bên đây nảy xuống nha mọi người. Đây. Hitachi 14.4V. Tua 9.300. Tua 9.300 đã ở 100. Máy đẹp. Có báo pin nó hoa này, được chưa? Đây, ngoại hình đẹp. Ok. Đó, máy rất là êm. Ngoại hình đẹp nữa. Con này thân máy mình bán 1.000.000. 14.44 nha mọi người. Số 8. Thân máy 1.000.000. Tám thân máy 1.000.000 nhé. Rồi, 9. 9 ở đây bên có một con cái này gì ta? Cơ kiếm Makita 18V. JR182D. Đó. Này là có đi kèm một cái lưỡi cực kiếm nữa này, lưỡi này hình lưỡi cắt nhôm như vậy. Đó, đầu này đầu thả mở nhánh nha. Đó, được chưa? Này, máy con rất là đẹp nha mọi người. 18V Makita 18V nha mọi người. Này.
có điều tốc, có thẳng luôn nha mọi người. Đó. Có điều tốc, có thắng, máy rất là mạnh này. Đây, ngoài hình cũng đẹp lắm nha mọi người. Bấm qua đây khóa co này. Khóa co này. Đó. Chưa. Rồi. Con này nó có đi kèm một cái lưỡi cưa. Nó có đi kèm một cái lưỡi cưa kiếm nữa. Lưỡi này như lưỡi gặt nhôm thì phải. Thân máy con này là 850 nha mọi người. 850 nhé. Số 8. Số 9 chứ. Số 9. Thân máy 850. 9 thân máy 850 nhé. À, gì nữa nha. 10. 10, 10 ở đây mình có một cái đèn pin Hitachi 14.4V. Đèn này rất là sáng luôn. Người xem đó rất là sáng nha mọi người. Đây là mình đang quay buổi ngày và có bốn cái bóng đèn led ở phía thế nữa mà vẫn thấy được ánh sáng của nó là quá đỉnh đây nhá. Đó đấy không, cái này gặp đủ kiểu được này, có chế đéo ở đây này, được chưa? Cái này 350 nhá mọi người, 350 thân máy 18V. Mình đang dùng pin 14V mình test đó, pin 18V nó còn sáng nữa. 10 thân máy 350. Chưa? Rồi, 11. 11 ở đây mình có một con bắn vịt là National EZ7540. Ngoài hình máy thì đẹp, chỉ có cái tém ở đây hơi xấu một xíu thôi. Còn ngoài hình máy thì đẹp nha mọi người. Con này là không chổi than mọi người nhá. Đây, Made in Japan đây, máy Nhật đấy. Đó, ngoài hình thì đẹp. Đâu thì chắc chắn không rơ rồi. Nè mọi người xem này. Đó, cái tiếng đặc thù của Bellino Pana. Rất là êm. 3 cấp chỉnh lực nha. Đèn này. Tắt đèn này. Ok chưa? Con này thân máy 950 nha nha mọi người. Còn một con này thôi. Máy không chổi than. Thân máy 950. Mấy thôi? 11. Thân máy 950. Chưa? Rồi, 12. 12 ở đây mình có một con bàn vít Hilti 14.4V không chổi than nữa. Được chưa? Con này thì là ngoài hình đây, mọi người xem là ngoài hình này. Ngoài hình tương đối nha mọi người. Đó. Dòng này dòng máy Nhật về chứ không phải là cái dòng máy bị bắn đính đâu nhá. Máy Nhật về chứ không phải là dòng máy bị bắn đính máy thải đâu. Con này thì đầu hơi rớ này. Đầu hơi rớ nha mọi người. Đó, đầu hơi rớ nha. Đèn sáng này. Bốn đèn. Điều tốc thẳng ok. Được chưa? Đảo chiều ok, 3 cấp chỉnh lực này. Đó, thấy chưa? Con này chỉ có điều là đâu hơi rớ thôi, chứ con này thì máy móc tất cả đều ok hết. Thân máy bị mảng 800. Đâu hơi rớ này thì về mọi người để như thế này dùng cũng được, không thì đóng lại bạc thì khoảng 50-70 chứ đó, dùng cũng được nha mọi người. 12 800. Đây, 800 là giá thân máy nha mọi người. Còn cục pin zin này á, cục pin zin này thì mình bán là 500 ngàn một cục. 500 ngàn một cục nha mọi người. Pin lithium 3.3A. Đây. À, đây bị hết pin rồi, còn 4 vạch. Còn 3 vạch à. Được chưa? Pin zin 3.3A, 500 ngàn một cục. Đó. 12 800. Đây, tiếp đây, đây có một cái đèn Ryobi rất là mới. Đèn Ryobi rất là mới nha mọi người. Này, 12V, rất là mới luôn. Đó,
gặp kiểu đó được hết. Đặc biệt á là cái quả pin của nó còn rất là cầm, 12V mà nó sáng lắm đó mọi người xem chưa, quái ban ngày. Ở trên là bốn cái đèn led, bốn đèn này đây là 60W thế này này mà nó vẫn sáng được, vẫn thấy ánh sáng của nó là quá đỉnh đấy chứ nữa. Đó, cục pin vẫn còn sáng luôn. Thế pin thì pin báo cầm, nhưng mà cục pin là cái này thì pin để hình như là cả nửa tháng rồi mà nó vẫn cầm à. 13. Thân máy vỏ pin 400. Mười bốn ở đấy mình có một con máy thổi bụi, thổi bụi thổi lạ của Boss 18V. Con này thì hồi trước mình có pin thử thì mình đã thử nó có chạy rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại thì lại không có pin để thử cho mọi người xem. 12.500 vòng một phút này, 18V này, đây mọi người xem kỹ đi. Đó, 12.500 vòng một phút, 18V Boss, được chưa? Này, đó thì coi như là bây giờ mình không bằng không chứng, mình không có để mà để cho mọi người xem mà nó sống hay không, nhưng mà mình cam đoan con này sống thì mình cứ bán đài nó đi 300, thổi bụi thôi là Boss 18V 300, con này mình báo sống 300 rẻ bằng thôi 400, thôi bán 300. 14 300, con này 14 300 nha mọi người. Rồi 15, 15 ở đấy mình có con khoan không chổi than 12V nhôm nguyên khối. Đây con này thì mình test nhiều rồi, mọi người biết con này rồi đúng không? Về mọi người lắp cái đầu túp 10 vào đấy sai nhá. Ở đây là ren 10 này, còn ốc đây luôn này, mọi người lắp cái đầu túp 10 vào sai thôi. Khoan không chổi than 12V nha mọi người. Để thử cho mọi người xem này. Đó, cái nút này ở phía trên là vào. Nút này, cái ký hiệu này này, sai phía dưới là ra. Như thế này là khóa, được chưa? Đó. Cái này á, là nó sử dụng hai bạc đàn. Một bằng đàn đùa ở trong này, được chưa? Và một bạc đàn bi ở ngoài này, giữ cho đâu gọi là không có rớt. Nha mọi người. Đó, muốn rút ra thì tháo ra đây. Đó, thấy chưa? Người ta thấy thiết kế rất là hay nha mọi người. Thân máy. Con này thì là bình thường mình bán 550, giờ mình bán 500, ok. Con này hôm nay mình bán 500 thôi, khuyến mãi một tuần. 14, 15, 500. Khuyến mãi nha mọi người, 500. Khuyến mãi bớt 50.000, khuyến mãi bớt 50.000, 500. Đây 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 đây, con nào nữa nhỉ? Thấy chưa? À đây. Đây, ở đây mình có một con cưa. Thì nó chỉ 18V rất là đẹp, cái tem này thì nó bị tróc mất rồi, nó chỉ còn xíu đấy thôi, nó ghi số 18V này. Được chưa? Cái tem chỗ này nó bị tróc mất rồi. Cưa Hitachi 18V không chổi than rất là đẹp. Đó, nâng hai bàn. Được chưa? Nghiêng. Nghiêng 45 độ, được chưa? Mọi người nhìn cái bàn này. Cái bàn con cái nhũ nữa, con cái nhũ của cái sơn mới nữa, rất là đẹp, được chưa? Rồi. Này, mới nhìn chỗ này này. Rất đẹp nhá, e-motor nhá. E-motor là không chổi than của Hitachi đó. Đó. Lưỡi của con này lưỡi một tấc 25, được chưa? Con nguyên bộ chén nó đầy đủ này, con nguyên bộ chén đầy đủ này. Được chưa? Không có lưỡi đâu. Con nguyên bộ chén nó đầy đủ hết. Ping ping ping. 18V. Ủa đang chạy đấy. Cục pin này bị gì không ta? Pin nó có vấn đề rồi. Đèn sáng này. Ủa không chạy ta? Này, bên nhận chế độ siêu này nó cũng có sáng đèn nữa này.
mà có này có chế độ nhánh và chế độ trầm này nhá mọi người, chế độ auto á sao nó không chạy đó. Không chạy rồi, thôi kể từ lần này máy đẹp lưỡi 100% không có lưỡi máy đẹp chết đó bạn, chết được chưa, đi motor không chổi thác 600 về mọi người tự sửa gì cho cái này đổ vào máy anh thợ điện tử thì phật một men thì men không biết mấy cái này 16 600 máy rất là đẹp luôn nha mọi người, 600 nhé. Hết chưa nhỉ? À đây, khoan bê tông Hilti TS6A36 36V không chổi than Hilti, 36V không chổi than Hilti. Đó, hai bên này không có bị bản đính nha mọi người, hai bên này không bị bản đính nha. Đây mình có pin thì mình dùng cái để chuyển, để chuyển này là để chuyển từ hai pin Makita 18V qua cái pin 36V. Hôm bữa thì mình có đăng hai con bán hết rồi, hôm nay về lại tiếp một con này nữa. Hôm bữa đăng hai con là một con là bị bắn đinh 1.6 triệu, một con không bắn đinh là 1.8 triệu, hôm nay con này cũng 1.8 triệu luôn đó mọi người, nghe máy êm chưa, tiêu ti thì thôi đừng hỏi được chất nữa rồi, nói làm gì nữa, quá chất chưa, qua đây chỉ đồ đục đây, đục xoay mũi này, đây đục không xoay mũi này, đây khoan bê tông này, đây khoan thương này, đây mọi người nghe từng nhóm này êm chưa, đó đúng rồi, báo êm luôn nha mọi người, báo êm luôn nha, đó được chưa. Rồi à, con này là bao nhiêu nhỉ, thân máy, thân máy 1.8 triệu, hôm bữa bị bạn được hai con, con không bắn đính cũng 1.8 triệu, con bắn đính thì 1.6 triệu, hôm nay lấy về được một con nữa 17 1.8 triệu thân máy nha mọi người, 1.8 triệu thân máy nhá, 17 1.8 triệu thân máy này. Đây con này hôm bữa thì có ba con, một con 1.9 triệu, một con 2 triệu, một con 2 triệu, 2.1 triệu thì mình có giới thiệu mọi người rồi, thì là con 1.9 triệu với 2.1 triệu bán rồi, còn con này 2 triệu thì mình đăng lại để mọi người biết mua nhá. Hôm bữa hỏi cũng nhiều lắm mà sao quăng chốt cứ khi kiểu mà ở anh chốt ơi anh chốt xong rồi cuối cùng chuyển khoản á, nên là con này đấy đây, chứ không thì hôm đó nếu như nở thì nó cũng đi rồi, vì tại cái tính mình á là cứ ờ dạ em nhận, dạ em nhận, trong thời sáng ra bắt đầu là không có thể chuyển khoản nào hết, trong khi là buổi tối á thì ba bốn người dàn con này lần, ba bốn người dàn con này lần, nhưng mà mình chỉ là giữ cho người đầu tiên, cuối cùng người đầu tiên không chuyển khoản, ba người sau không mua được, hỏi tức không. Đó ngoài hình như thế này nha mọi người, Hitachi WHDDR2 18V, con này gọi là mới nhất của Hitachi 18V rồi, ngang với 171 của Makita. Makita bây giờ nó có ra 172 đó thì vậy, nhưng con này ngang với đây 171 đó nha mọi người. Thôi khi này là cái vỏ pin, đây là cục pin tẩy của mình này, dòng này dòng 3 búa đây, đó đó 4 cấp độ chỉnh nè, bật đèn tắt đèn ok, còn cái này bảo pin. Đầu thì không bao giờ rỡ nha mọi người, Hitachi đâu khó rỡ, ngoài hình cũng đẹp, con này thân máy vỏ pin, đây cũng pin tẻ của mình nha mọi người, đây cục pin của nó này, cục pin cái vỏ pin của nó này, vỏ pin nó 5A, vỏ cũng khá là đẹp. Được chưa, con này thêm bạn là 2 triệu, hôm bữa là mình nói thật rất nhiều người chốt mà chơi cái bài nữa thiệt chứ,
nổ não với mấy ấy nữa đó. Không có muốn mua thì làm ớt đừng ở anh chỗ đấy, anh chốt máy chuyển khoản giúp em cái. Cuối cùng là em giữ cho anh xong bao nhiêu người khác hỏi em bán chưa thì em kêu bán rồi, đau đầu lắm. Làm ơn có mua thì hãy điện hoặc hãy chốt giúp em nha, tội em lắm. Còn đây bao nhiêu nhỉ? 18 thân máy vỏ pin 2 triệu. Con sọt lại một con này cho mấy, con 1 triệu 9 với con 2 triệu 1 bán rồi, người ta chốt xong bán rồi, chuyển khoản luôn rồi. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình, cảm ơn mọi người nhiều nhé.